Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Từ ngày 12 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng ngay trên website của Vietcombank nhằm giải quyết tình trạng khách hàng có nhu cầu phải xếp hàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của ngân hàng này. Theo đó, khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch. Vietcombank lưu ý khách hàng kể từ ngày 12 tháng 6, ngân hàng này chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC cho khách hàng đã đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến trên website của Vietcombank. Thời gian đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến hàng ngày, ngoại trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định là từ 9 giờ đến 16 giờ. Thời gian thanh toán và giao nhận vàng tại địa điểm bán vàng miếng SJC của Vietcombank từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Sau khi đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần đến địa điểm giao dịch theo địa chỉ và không giờ tại xác nhận lịch hẹn. Trường hợp quá hẹn từ trên 30 phút mà khách hàng không đến giao dịch, Vietcombank sẽ hủy xác nhận lịch hẹn để phục vụ khách hàng tiếp theo. Giá vàng là giá được Vietcombank niêm yết tại thời điểm thực hiện thanh toán và giao nhận mua vàng miếng tại địa điểm của Vietcombank. Để đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, khách hàng cần truy cập website chính thức của Vietcombank tại địa chỉ https 2 vkvkvk vietcombank com vn và lựa chọn đăng ký trực tuyến ngay tại màn hình trang chủ đăng nhập bằng thông tin cá nhân theo hướng dẫn trên màn hình tiếp đến chọn dịch vụ đăng ký mua vàng miếng sgc lựa chọn địa điểm không thời gian đến thanh toán và giao dịch nhận vàng miếng sgc số lượng vàng mong muốn đặt mua cuối cùng khách hàng kiểm tra xác nhận thông tin và nhận kết quả đăng ký dịch vụ với xác nhận lịch hẹn Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp, thực hiện chủ trương thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường và đã đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết hiện nay đang lan truyền thông tin thất thiệt về việc Ngân hàng Nhà nước thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ thao túng thị trường, đồng thời với việc duy trì cung ứng vàng miếng SCC để đáp ứng các nhu cầu chính đáng và hợp pháp của người dân, ngân hàng nhà nước cũng sẽ chủ động triển khai các giải pháp để đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng đầu cơ gom hàng. Bên cạnh đó, việc thanh tra để làm rõ các sai phạm nếu có của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng cũng đang được khẩn trương quyết liệt triển khai, đặc biệt là ở hai địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, do đó người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu.